Ngày 22 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Diễm Chi, sinh năm 1992, ngụ quận Bình Tân, Hồ Thị Mỹ Lợi, sinh năm 1986, ngụ quận Tân Phú, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, từ giữa tháng 5 năm 2023 đến ngày 27 tháng 9 năm 2023, bà M, ngụ thành phố Thủ Đức, đã mua 57 đơn hàng từ công ty của Châu với số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Châu không đưa hóa đơn và yêu cầu giữ nguyên hiện trạng gói hàng để sau này công ty thu hồi. Khi đủ số lượng hóa đơn thì công ty sẽ tổng hợp để nhận thưởng. Bà M sau đó hối thúc công ty trả thưởng, thu hồi hàng, hoàn tiền. Nhưng các đối tượng viện lý do và yêu cầu bà tiếp tục mua hàng. Qua điều tra, công an xác định Chi, Lợi và một số người khác thực hiện việc lừa đảo bà M chiếm đoạt gần 1,3 tỷ đồng.